Chào mọi người, hiện tại là anh em mình đang lấy lá chuối các bạn ạ. Lấy lá chuối để vị trí ngồi. Anh em mình sẽ làm buổi sinh hoạt ăn uống ở tại khu vực này. Đây là em Quân các bạn. Em Quân đã hộ mình chặt lá chuối. Em Mạnh hộ lấy lá. Còn mình đã chặt ống tre và để đun nước và chất bếp. Bây giờ mình sẽ chặt ống tre để đun nước và chất bếp nhé. Duy hộ anh chất bếp nhá. Anh sẽ Để đi. Đấy, em xử lý cho. chặt tre. Được. Một đoạn chặt tre. Được rồi. Đặt cuối để xuống dưới này, tí ngồi xuống. Các bạn ơi, mình đã chặt được một cái ống này. Cái ống này mình sẽ đổ nước vào đây để mình đun. Em giúp anh nhá. À, con kiểu cây này. Từ từ để anh nước ở dưới đấy. Chúng mình sẽ đi rửa cái ống nước. Không biết nó trong chưa? Chắc trong rồi. Đấy. Trong nhanh, nước chảy trong nhanh. Em mình đang rửa cái ống nước xong rồi để lấy nước đun hấp mì các bạn ạ. Đun nước hấp mì. Em Mạnh mình đang hỗ trợ rửa. Ok, lấy nước đi, lấy nước đi. Lấy nước đi, lấy nước đi, lấy nước đi. Ok, chúng ta sẽ dùng cái nước của cái con hang này luôn. Cái nước này nước mạch, nước ngầm các bạn ạ. Nên là nước khá là sạch. Có thể mình có lấy ở bên trong kia cũng được. Nhưng mà thôi, lấy ở đây cũng được. Ok, lấy đầy vào mới đủ nước hấp mì. Hoặc là vào trong đi. Anh em mình vào trong lấy cho dễ. Okay. Đây, anh em mình lấy ở trong này nó sẽ sạch hơn. Nhớ múc đầy nhé, múc hớt hớt ở trên không là nước nước nó đục. Ok, đây là anh em mình lấy nước rồi, được rồi. Đi ra. Có nhét lá cây vào đây nó cháy vậy. Anh. Các bạn ơi, hiện tại là em Duy đang chất bếp các bạn ạ. Mình đã cho nước vào ống tre này rồi. Mình có dùng giấy bạc để đậy để tí nữa mình hấp mì ăn trong ống tre nhé các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm món mì trong ống tre. Buổi đi tìm hang ngày hôm nay. Em phải chảy cái đóm ra. Em chảy cái đóm ra.
chứ đốt cái lá đấy không cháy được, phải chảy đóm thì mới cháy được cái lá đấy. Em anh bảo em làm theo cái kiểu dở hơi này còn lâu mới cháy được. Bên này thì cũng chả có đuốc để tí đốt này. Đây em Quân đang hỗ trợ suy chân bếp các bạn ạ. Cho anh nhờ khu vực này. Hiện tại mình cho nước vào đây rồi các bạn. Cho nước vào đây đun trong ống tre này rồi. Nước. Nước lấy từ suối nha các bạn nhá, nước suối luôn, nước suối sạch luôn. Hiện tại là mình đang chất bếp để đun để tí nấu đun hấp mì tôm ăn. Nó ẩm. Cái buổi đi hang ngày hôm nay là cái buổi đi hang ngày hôm nay anh em sẽ tìm kiếm sẽ nhiều. Nên là phải ăn trưa tại khu vực rừng luôn. Đây các bạn ạ. Nghe số đẩy lá vào thì biết được. Đây là bụi tre, anh em mình ngồi ngay dưới bụi tre và cái hang ở dưới này, hang động dưới này. Và tí nữa anh em mình cũng sẽ đi tìm những cái hang mới để tiếp tục khám phá tiếp. Cũng ở ngay gần đường thôi các bạn ạ. Cái vị trí này cũng ngay gần đường, ở đây có cái ao của dân này. Và cái cây vả này có quả chín này, tí nữa mình ra lấy cái xin 1-2 quả về ăn. Đấy. Ở đây có cái ao của người dân các bạn ạ. Nước từ suối chảy ra, nước từ cái nước ngầm chảy ra. Ở đây khá là sạch luôn, nước sạch. Đây, khu vực ngoài kia là khu vực ngoài cánh đồng. Và đây là nhà dân. Đây là nhà dân. Ở đây nhà dân các bạn. Đấy, nhà dân. Các bạn ơi, hiện tại là mình đã chất được cái bếp rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình đang đun nước để hấp mì nhá. Mình sẽ chuẩn bị những cái chẳng hạn như đôi đũa này hoặc là cái chỗ bát để hấp cái mì ăn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm đây. Okay. Con dao rồi anh em nhỉ? Mất rồi. Mất rồi. Mày, lao đâu? Lao đâu? Quá trời. Nói mẹ em anh Phong sợ quá đi vài gần nhà nhau cũng phải lây nhau tí anh em tụi nhau về là biết. Một là anh em làm cái bát bé mà anh em tự ăn thì em cắt lấy cái chai em cho vào thôi. 3, 4, 5 vừa đủ đúng mà. 5 người đủ. Hợp lý hơn. Ăn tre nha, ống tre nha. Đấy. Ai ăn nhiều thì làm ống to, ai ăn ít thì làm ống bé.
tao về cao lắm mình là đi mẹ xong rồi quen quen Các bạn ơi, hiện tại là mình làm được cái để chỗ đựng mì rồi các bạn. Cái này thì mình sẽ đổ nước vào đây và đựng mì vào đây hấp nhá. Ok, mình sẽ làm thêm một hai cái nữa để đủ cho anh em mình buổi hôm nay. Okay. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đã làm xong hai cái này rồi. Hai cái để hấp mì các bạn ạ. Anh em mình sẽ đi rửa. Ok. Thôi. Thôi, tụi bay. Chúng ta sẽ đi rửa nhá. Các bạn ơi, mình hiện tại đang rửa sạch những cái mảng bám ở cái trong cây tre này các bạn. Mình sẽ làm sạch sẽ để tí còn hấp mì vào đây. Okay. Gác ở đây cho khô một xíu. Nước cũng sôi rồi đấy, mình bắt đầu chuẩn bị hấp mì tôm và cái xúc xích này cũng sẽ chín nhanh thôi. Mình đã vót được mấy đôi đũa, hai đôi đũa rồi. Đây các bạn ạ. Cậu em mình đang vót thêm. Tại vì có 5 người nhưng mà mình vót được hai đôi để mình còn đi hấp mì. Ok, bây giờ mình sẽ công tác đi hấp mì trong ống tre nha các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ hấp mì trong ống tre. Okay. Anh em mình đang bóc mì tôm các bạn ạ. Đấy, đồ đấy. Em Phong mới đến. Cái vỏ để gọn rồi nhé. Hay là như thế này chưa chắc là đủ nước. Cái sốt này mặn lắm rồi. Mặn không? Mặn. Nói đấy. Nói mặn vừa cay. Đây các bạn ơi, mì tôm anh em mình đã cho ra cái khay này. Bây giờ mình sẽ đi lấy nước và em Phong sẽ làm cameraman giúp mình. Tạm thời để gọn ra đây ạ. Nhờ. Xin chào nhá. Anh. Đấy, nước sôi rồi, nước sôi rồi. Okay. Tránh nào, tránh nào, tránh nào, nước sôi nào. Nước sôi nào. Ê, anh ơi. Nước sôi, nước sôi. Các bạn, nước sôi rồi các bạn. Nước trong ống tre này, nó vẫn còn sôi sùng sùng này. Đấy. Giờ mình sẽ cho vào đây. Đây là nó hơi hơi khó độ. Ai. Đây.
Cho con nốt đi, cho đại ống này nốt đi. Ôi. Mì tôm ống tre các bạn ạ. Chờ thành quả của anh em mình nhá. Mình sẽ lấy bịch thứ hai để đổ vào. Không để cho khô đâu anh ạ. Anh em mình cho nốt vào. Đây, nước này. Nó cũng đủ nóng hấp mì rồi các bạn. Hết rồi. Lấy cho anh cái miếng tre để anh đệm. Xong rồi, nó bị nước. Lúc nãy mình kê nhưng mà nó chưa được đủ cao nên là nó dốc ra đây các bạn ạ. Nước nó dồn ra đây. Sẽ là thành quả. Ok. Được rồi đấy các bạn. Cái vị trí này vừa nãy mình đổ nó hơi rác ra đây. Cái bên này được này các bạn. Cái bên này em đứng bên kia đi. Cái bên này mì tôm đã được rồi các bạn, chín rồi đấy. Bây giờ anh em mình chờ xúc xích nữa là có thể ăn được. Còn bên này mình vừa mới hấp thì nó vẫn còn nguội, chưa kịp nở. Chờ một tí nữa là mình có thể ăn cùng xúc xích luôn. Ok. Chờ chút nữa nhá. Đây, hiện tại là anh em mình đã xong những cái món ngày hôm nay rồi. Có món mì tôm ống tre và món xúc xích và ổi các bạn ạ. Đây, anh em mình sẽ bắt đầu ăn đây. Mọi người đồng hành anh em mình ăn bữa trưa hôm nay nhá. Mì tôm ống tre. Ok, bắt đầu đi em ơi. Ăn đi. Mình ăn mì tôm chưa? Ăn chung các bạn ạ. Hôm nay anh em mình ăn chung. Món mì tôm ống tre khá là tuyệt vời á. Cái này ngon hơn. Cú cho bên này ngồi. Ta bên này cũng đỏ mà. Đây ăn ăn bên này. Cuốn cuốn mà, cuốn cuốn vào cho nó đỡ bị rụng ra. Ăn ngon lắm. Mọi người ơi, mời nhá, mời mọi người ăn bữa trưa với anh em nhóm mình nhá. Hôm nay buổi đi tìm hàng khá là khó khăn, vất vả. Tao kêu có nhiều quá. Mày lịch sự mày. Anh em có bao giờ lịch sự chưa? Ngon các bạn. Ngon. Tuyệt vời. Tận dụng từ những cái ống tre này, cây tre này và chúng tôi có thể làm được cái món đun nước. Đun nước và làm được cái món mì tôm ống tre các bạn. Anh không nên quấn rồi. Anh cũng nghĩ thế. Đi cả anh quấn xong thì hai ngoài ăn hết mẹ. Hợp lý đấy. Ê, đừng húp đấy em. Thank you.
Còn em Duy đang ăn nốt mì, mình thì ăn miếng ổi. Đi ăn nhanh đấy. Mời các bạn ăn miếng ổi của mình nhá. Ổi cây nhà các bạn, cây ổi của nhà mình. Nhìn nó không được đẹp lắm nhưng mà ăn chắc nó cũng được, giòn ngon. Con gái mày. Ăn là lịch sự. Về đi khám tổng quát đi nhá. Tao không biết đường. Anh không phải cần lo. Chịu. Em miễn thôi. Với tất cả các loại bệnh dịch. Bây giờ tao không được cái. Quá à. Nãy rồi em cho. Nãy đéo cho. Bây giờ mình cho. Bây giờ anh trắng miệng rồi. Ai mà nói trắng miệng trước đâu. Ai bắt. À, nói nhỉ. Không phải chắc mùi dốc của ai đâu ấy. Mùi sao quá, chỗ này không bằng. Ngoài đâu tí, nó chạy số trước mà. Chạy số đi đâu. Vô kẹp mày. Tao đi vòng trong xem. Ở thế ở. Phải là cây đầy, nước thì có. Nói nhỉ. Sao rồi? Anh Quân có sung kìa. Không. Rồi. Em có sung. Mày láo. Có vả đồng hoàng. Quay mặt đây anh vả cái ấy. Ra mới được ăn. Thằng này không kia em á. Ý mà ấy. Cái loại quả gì nhỉ? Quả sung mà. Con chặt đi đâu. Sung gì. Nước này. Quả kia gọi là quả gì mày? Quả sung mà. Mọi người hiện tại là anh em mình ăn xong rồi. Bây giờ anh em mình dọn vị trí này một tí. Xong là bỏ những cái này. Tại anh em mình ăn xong chỗ này rồi. Bây giờ anh em mình sẽ dọn dẹp để không bừa bộn ra đây, để tránh người dân người ta chửi. Còn như môi trường. Các bạn ạ. Mình sẽ cầm cái giấy bạc các thứ cho vào bếp đun. Đấy, tối về đánh quả 69 nha. Như ông che. Mà em quả 69 luôn. Cầm con dao gọn này. Con dao cất gọn. 66 luôn. 63. 63 rồi, 69. Em biết rồi. 63. Anh cờ bảo 63. Ăn xong chưa, ăn xong chưa? Anh cờ bảo 63, 69. Anh đéo biết được. 63. 69. Ok, ok. 63. Mình sẽ dọn dẹp vào khu vực này các bạn. Đốt hết cái đám cây hôm nay mình có này đi. Dọn dẹp trong cái khu vực này. Sạch sẽ một chút. Xong chưa, xong chưa? Mọi người cho mình xin phép là hiện tại là vừa nãy mình đã chui khám phá được cái hang này rồi các bạn ạ. Khám phá mình đi mất một tiếng đồng hồ khám phá cái hang này cùng với ba em ở đây. Bây giờ anh em mình sẽ đi về thôi nhở. Hành trình đi về thôi. À, tạm biệt tất cả mọi người. Bye. Hãy ủng hộ kênh mình nhá.